khán giả dành cho mình từ phía xa đúng không ạ? Cảm giác của Jack ngày hôm nay như thế nào? Điều đầu tiên là rất là vui ạ, rất là vinh dự khi mà có mặt ở đây cũng như là những hồ sĩ rất là trân trọng như thế này ạ. Cũng rất là vui khi gặp hai anh chị ở đây ạ. Và ngày hôm nay á, Jack lại được đề cử ở trong một hạng mục của buổi lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 26 này nữa. Không biết là Jack có mong chờ điều gì không? Thì tất nhiên là em cũng mong là nếu mà mình có cơ may mình được giải thưởng gì đó thì hy vọng mình có thể truyền cảm hứng được tới tất cả các anh các người nghệ sĩ khác cũng như là tất cả khán giả cũng như là mang đến một cái gì đó thật là ấm áp như là thú vị dành cho một cái năm mới bắt đầu mới và thật là mới. Và bây giờ thì chúng ta có thể nào gửi một lời chúc đến quý vị khán giả cũng như là gia đình nhỏ của mình trong năm mới được không ạ? Rất tiết kiệm lời lắm, chỉ muốn chúc tất cả mọi người có được một sức khỏe thật là tốt cũng như là khởi đầu năm mới thật tràn đầy niềm vui cũng như là may mắn của cuộc sống. Chúc mọi người tất cả những điều hạnh phúc nhất ạ. Xin cảm ơn Jack đã xuất hiện ngày hôm nay và mong rằng may mắn sẽ mỉm cười với Jack trong buổi lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 26 này nha. Xin cảm ơn bạn và xin chúc mừng bạn. Dạ. Hey, chúng ta sẽ còn gặp lại Jack ở phía bên trong hậu trường nữa nha. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng hướng mắt về sân khấu và dành một tràng pháo tay thật lớn cho những quý điện ảnh Giang Phú Quỳnh. Xin mời em ạ. Chúng ta xin cùng chào đón ca sĩ Minh Thành. Wow. Mời 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 m